Cô Thùy Trang đến từ trường tiểu học Lê Thị Riêng, mến chào các bạn học sinh khối 4. Hôm nay các em sẽ học với cô bài Nhân một số với một hiệu và bài luyện tập. Cô yêu cầu các em tham gia tiết học, cần chuẩn bị đầy đủ sách vở, đồ dùng, tập trung lắng nghe, chủ động ghi chép và thực hành theo yêu cầu của cô. Tiết trước các em đã được học bài Nhân một số với một tổng. Vậy chúng ta sẽ cùng ôn lại kiến thức thông qua bài tập sau. Tính giá trị của biểu thức bằng hai cách, 24 nhân với tổng của 3 và 5. Cô mời các em dừng video để làm bài tập vào vở. Các em đã thực hiện xong chưa nào? Bây giờ chúng ta sẽ cùng sửa bài. Cách 1, cô làm như sau. Trong biểu thức có dấu ngoặc đơn, cô thực hiện phép tính có trong dấu ngoặc đơn trước. 3 cộng 5 bằng 8, 24 nhân 8 bằng 192. Cách 2, cô áp dụng quy tắc nhân một số với một tổng. Cô nhân số đó với tần số hạng của tổng rồi cộng các kết quả với nhau. 24 nhân 3 bằng 72, 24 nhân 5 bằng 120, 72 cộng 120 bằng 192. Vậy giá trị hai biểu thức cô vừa thực hiện cho ra kết quả như nhau là 192. Tương tự cô mời các em làm thêm một bài nữa. Tính giá trị của biểu thức bằng hai cách, tổng của 36 và 9 nhân với 5. Các em cùng kiểm tra đáp án với cô. Cách 1 cô làm như sau. Cô thực hiện phép tính có trong dấu ngoặc đơn trước. 36 cộng 9 bằng 45, 45 nhân 5 bằng 225. Cách 2, cô áp dụng quy tắc nhân một tổng với một số. Cô lấy tần số hạng của tổng nhân với số đó rồi cộng các kết quả với nhau. 36 nhân 5 bằng 180, 9 nhân 5 bằng 45, 180 cộng 45 bằng 225. Vậy giá trị hai biểu thức cô vừa thực hiện cho ra kết quả như nhau là 225. Bạn nào trùng đáp án với cô cả hai bài, cô xin chúc mừng bạn đó nhé. Tiếp theo, cô sẽ hướng dẫn các em học bài nhân một số với một hiệu. Sau bài học này, các em sẽ biết thực hiện phép nhân một số với một hiệu, nhân một hiệu với một số, biết giải bài toán và tính giá trị biểu thức liên quan đến phép nhân một số với một hiệu, nhân một hiệu với một số. Tính và so sánh giá trị của hai biểu thức. 3 nhân với hiệu của 7 và 5. 3 nhân 7 trừ 3 nhân 5. Biểu thức thứ nhất, cô thực hiện phép trừ trong ngoặc đơn trước. 7 trừ 5 bằng 2, 3 nhân 2 bằng 6. Biểu thức thứ hai, cô thực hiện lần lượt các phép nhân. 3 nhân 7 bằng 21, 3 nhân 5 bằng 15. Sau đó cô thực hiện phép trừ. 21 trừ 15 bằng 6. Như vậy giá trị của hai biểu thức là như nhau. Thế thì cô có thể hoàn toàn viết như sau. 3 nhân với hiệu của 7 và 5 bằng 3 nhân 7 trừ 3 nhân 5. Các em tiếp tục quan sát hai biểu thức bằng nhau này. Chúng ta nhận ra điều gì nào? Phía bên trái là số tự nhiên nhân với một hiệu. Còn phía bên phải là hiệu giữa các tích của số đó với số bị trừ và số trừ. Ở đây, hiệu là 7 trừ 5. Ta lấy 3 nhân 7, 3 nhân 5, rồi trừ hai kết quả đó cho nhau. Vậy thì từ đây, các em sẽ suy ra được cách nhân một số tự nhiên với một hiệu như thế nào? Cô có kết luận như sau. Khi nhân một số với một hiệu, ta có thể lần lượt nhân số đó với số bị trừ và số trừ, rồi trừ hai kết quả cho nhau. Từ đó ta có thể tổng quát hóa lên thành biểu thức. A nhân với hiệu của B và C bằng A nhân B trừ A nhân C.
Các em hãy lưu ý nhớ cách tính này. Bây giờ chúng ta sẽ thực hành áp dụng quy tắc vừa học vào bài tập nhé. Bài 1. Tính giá trị của biểu thức rồi viết vào ô trống theo mẫu. Đề bài cho A bằng 3, B bằng 7 và C bằng 3. Cô sẽ lần lượt thay A, B, C vào biểu thức A nhân với hiệu của B và C và biểu thức A nhân B trừ A nhân C. Cho ra cùng kết quả là 12. Các em tương tự làm hai bài còn lại, hãy thay chữ bằng số rồi tính giá trị các biểu thức đó. Các em hãy tạm dừng video nhé. Các em hãy kiểm tra bài giải của mình với bài giải của cô nào. Cô tuyên dương các bạn có đáp án đúng. Bài 3. Một cửa hàng bán trứng có 40 giá để trứng, mỗi giá để trứng có 175 quả. Cửa hàng đã bán hết 10 giá trứng, hỏi cửa hàng đó còn lại bao nhiêu quả trứng? Các em cho cô biết đề bài cho gì và hỏi gì? Đề bài cho có 40 giá, mỗi giá 175 quả, đã bán 10 giá. Đề bài hỏi còn lại bao nhiêu quả trứng? Bài này có hai cách giải. Cách 1, các em tính số giá trứng còn lại và tìm số quả trứng còn lại. Cách 2, các em tìm số quả trứng ban đầu cửa hàng có và tìm số quả trứng đã bán, sau đó là tìm số quả trứng còn lại. Các em tùy chọn cách nào cũng được. Cô mời các em làm bài. Sau khi giải xong, cô mời các em đối chiếu với kết quả bài làm của cô. Cách 1. Tính số giá trứng còn lại, cô lấy số giá trứng ban đầu, trừ đi số giá trứng đã bán, được 30 giá trứng. Tìm số quả trứng còn lại, cô lấy số quả trứng có trong một giá, nhưng với số giá trứng còn lại, cô được đáp số 5.250 quả trứng. Cách 2. Tìm số quả trứng ban đầu cửa hàng có, cô lấy số quả trứng có trong một giá, nhưng với số giá trứng ban đầu, được 7.000 quả trứng. Tìm số quả trứng đã bán. Cô lấy số quả trứng có trong một giá, nhưng với số giá trứng đã bán, được 1.750 quả trứng. Tìm số quả trứng còn lại, cô lấy số quả trứng ban đầu cửa hàng có, trừ đi số trứng đã bán. Cô được đáp số 5.250 quả trứng. Tuy nhiên, chúng ta nên chọn cách làm thứ nhất sẽ ngắn gọn hơn vì chỉ làm hai bước tính và có thể áp dụng biểu thức nhân một số với một hiệu vừa được học. Nhờ vào quy tắc mà các em sẽ thuận tiện hơn, tính nhanh hơn trong giải toán gộp hai lời giải thành một. Cô khen ngợi bạn nào có bài giải chính xác nhé. Bài 4. Tính và so sánh giá trị của hai biểu thức. Hiệu của 7 và 5 nhân với 3 và 7 nhân 3 trừ 5 nhân 3. Từ kết quả so sánh, nêu cách nhân một hiệu với một số. Cô mời các em dừng video để làm bài tập. Các em cùng kiểm tra bài giải với cô nhé. Cô thực hiện phép tính có trong ngoặc đơn trước. 7 trừ 5 bằng 2, 2 nhân 3 bằng 6. Biểu thức có phép nhân và phép trừ. Cô tính phép nhân trước, tính phép trừ sau. 7 nhân 3 bằng 21, 5 nhân 3 bằng 15, 21 trừ 15 bằng 6. Vậy hai biểu thức có giá trị bằng nhau. Hiệu của 7 và 5 nhân với 3 bằng 7 nhân 3 trừ 5 nhân 3. Các em quan sát phía vế trái 7 trừ 5 là một hiệu nhân với một số và phía vế phải sau dấu bằng ta lấy số bị trừ nhân với số đó, lấy số trừ nhân với số đó rồi thực hiện phép trừ hai kết quả vừa tìm được. Từ đó các em suy ra cho cô biết chúng ta muốn tính phép nhân giữa một hiệu với một số như thế nào? Cô có kết luận như sau.
Khi nhân một hiệu với một số, ta có thể lấy lần lượt số bị trừ và số trừ, nhân với số đó, rồi trừ hai kết quả cho nhau. Chúng ta có biểu thức hiệu của B và C nhân với A bằng B nhân A trừ C nhân A. Cô chúc mừng các bạn đã hoàn thành tốt các bài tập. Bây giờ chúng ta sẽ qua bài luyện tập. Mục tiêu của bài là giúp các em vận dụng được tính chất giao hoán, kết hợp của phép nhân, nhân một số với một tổng hiệu trong thực hành tính, tính nhanh. Bài 1 tính A 135 nhân với tổng của 20 và 3, B 642 nhân với hiệu của 30 và 6. Các em vận dụng quy tắc nhân một số với một tổng và nhân một số với một hiệu để giải câu A và câu B. Các em hãy tạm dừng video và làm bài tập vào vở. Các em cùng kiểm tra đáp án với cô. Câu A. Khi nhân một số với một tổng, cô nhân số đó với từng số hạng của tổng rồi cộng các kết quả với nhau. 135 nhân 20 bằng 2700, 135 nhân 3 bằng 405, 2700 cộng 405 bằng 3105. Câu B. Khi nhân một số với một hiệu, cô lần lượt nhân số đó với số bị trừ và số trừ rồi trừ hai kết quả cho nhau. 30 bằng 19.260, 642 nhân 6 bằng 3.852, 9.260 trừ 3.852 bằng 15.408. Cô khen ngợi các bạn có đáp án đúng nhé. Bài 2 tính bằng cách thuận tiện nhất. Các em vận dụng tính chất giao hoán và kết hợp của phép nhân để kết hợp các số có tích giữa hai thừa số là một số tròn chục, tròn trăm, tròn nghìn lại với nhau. Cô mời các em giải ba bài này vào vở. Chúng ta sẽ cùng sửa bài 134 x 4 x 5. Để tính bằng cách thuận tiện, cô sẽ vận dụng tính chất kết hợp. Cô kết hợp thừa số 4 và thừa số 5. Cho ra tích là số tròn chục, 4 x 5 bằng 20, 134 x 20 bằng 2680. Năm x 36 x 2. Cô vận dụng tính chất giao hoán để đổi chỗ thừa số 5 và thừa số 36. Sau đó cô sẽ kết hợp thừa số 5 và thừa số 2, cho ra tích là số tròn chục. 5 x 2 bằng 10. 36 x 10 bằng 360. Cô cũng có thể đổi chỗ thừa số 36 và thừa số 2, rồi kết hợp thừa số 5 và thừa số 2, cho ra tích là số tròn chục. 5 x 2 bằng 10, 10 x 36 bằng 360. Mươi hai nhân hai nhân bảy nhân năm. Cô vận dụng tính chất giao hoán để đổi chỗ thừa số 2 và thừa số 7. Sau đó cô kết hợp thừa số 2 và thừa số 5, cho ra tích là số tròn chục. 42 nhân 7 bằng 294, 2 nhân 5 bằng 10. 294 nhân 10 bằng 2940. Các em thấy được rằng khi vận dụng tính chất giao hoán và kết hợp của phép nhân, ta sẽ có được cách tính thuận tiện, nhanh hơn mà không cần phải đặt tính. Bài 2 tính theo mẫu. Các em áp dụng công thức nhân một số với một tổng và nhân một số với một hiệu để giải hai bài tập này. Cô mời các em làm bài. Các em cùng đối chiếu kết quả làm bài với cô. 137 x 3 cộng 137 x 97. Cô áp dụng công thức nhân một số với một tổng. Cô được 137 nhân với tổng của 3 và 97. Cô thực hiện phép tính có trong dấu ngoặc đơn trước. 3 cộng 97 bằng 100. 137 nhân 100 bằng 13.700.
428 nhân 12 trừ 428 nhân 2. Cô áp dụng công thức nhân một số với một hiệu. Cô được 428 nhân với hiệu của 12 và 2. Cô được hiệu phép tính có trong dấu ngoặc đơn trước. 12 trừ 2 bằng 10. 428 nhân 10 bằng 4280. Cô khen ngợi các bạn có đáp án đúng. Bài 4. Một sân vận động hình chữ nhật có chiều dài là 180m, chiều rộng bằng nửa chiều dài, tính chu vi của sân vận động đó. Các em cho cô biết đề bài cho gì và hỏi gì? Đề bài cho chiều dài 180m, chiều rộng bằng nửa chiều dài, tính chu vi sân vận động. Vậy công thức tính chu vi hình chữ nhật là gì nào? Chính xác rồi, công thức tính chu vi hình chữ nhật là chiều dài cộng chiều rộng tất cả nhân 2. Cô mời các bạn đi tìm chu vi sân vận động nhé. Sau khi đã tìm được chu vi, cô mời các em đối chiếu với kết quả bài giải của cô. Tìm chiều rộng sân vận động, ta lấy chiều dài chia 2 được 90m. Tính chu vi sân vận động, ta lấy chiều dài cộng chiều rộng tất cả nhân 2 được 540m. Đáp số sân vận động có chu vi là 540m. Cô chúc mừng các em đã hoàn thành tốt bài học ngày hôm nay và cô có một số dặn dò tới các em sau tiết học. Cần ghi nhớ kiến thức bài nhân một số với một hiệu, hoàn thành và xem lại các bài tập. Chúc các em học tốt và nhiều sức khỏe. Cô chào các em.